Em tên là Phạm Khánh Duy, em sinh năm 2001, em đến từ Đồng Tháp và hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì ở thành phố Hồ Chí Minh hay gì Dạ, không? hiện em đang làm chuyên viên bán hàng tại trung tâm thương mại Takashimaya Việt Nam. Rồi cho anh hỏi về câu chuyện tuổi thơ của Duy đi. Dạ, hồi nhỏ thì em cũng chưa biết về giới tính thật của mình, thì em cũng chơi với các bạn nam, các bạn nữ bình thường, chỉ là không có chơi đá banh tại vì em sợ nắng với lại sợ dơ ấy. Sợ đen phải không? Dạ đúng rồi. Rồi khi em chơi các bạn nam, các bạn nữ bình thường, nhưng mà em có những cái biểu hiện gì không? Hay là mọi người có trêu chọc cái gì em không? Dạ cũng không có anh. Thì tầm khoảng năm lớp 5 thì lúc đó em cũng có thích một cái bạn, không hẳn là thích, kiểu là em thấy cảm nắng bạn đó, một bạn nam ở trong lớp. Nhưng mà lúc đó thì em chưa hiểu rõ về giới tính của mình nữa, cho nên là em cũng không biết đó là có tình yêu hay không, hay là chỉ là cảm giác gần gũi thôi. Mới lớp 5 mà cảm nắng rồi đó hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi đến khi nào Duy có tình cảm thật sự với một bạn nam? Cuối lớp 7 đầu lớp 8 thì em có quen một cái bạn đó ở trên mạng xã hội. Em với bạn đó chỉ là nhắn tin với nhau thôi, chứ cũng chưa có gặp mặt. Tại vì em thì ở Đồng Tháp và bạn đó thì ở Phan Thiết. Cứ nhắn tin rồi gọi điện thoại cho nhau, cũng kéo dài được 1 tháng 3 ngày thì chia tay luôn. Lý do chia tay là gì? Kiểu tại vì cũng không có gặp mặt được với anh, cho nên là em không sao mà chất lòng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hai người có yêu nhau nhiều không? Thời gian đầu thì có nhiều chị, nhưng mà thời gian sau em cảm thấy không còn thích nữa, không còn cảm giác với bạn đó nữa, thì cho nên là em quyết định là chia tay với bạn đó. Và bạn em có buồn nhiều không Duy ha? Dạ cũng không buồn nhiều, tại lúc đó là em không còn cảm giác gì nữa anh, cho nên là chia tay cũng thẳng thắn. Rồi cho anh hỏi Duy cái này hơi tế nhị đi xíu. Khi mà mình bắt đầu dậy thì á, dạ, và mình phát hiện ra bản thân mình á, thì mình có trải chuốt nhiều không? Cái sự khi mà đi hả? Học đó. Dạ có. Lúc đó thì năm lớp 8, lớp 9, lúc đó là em tuổi dậy thì rồi, cho nên là em cũng biết chăm chút về ngoại hình của mình. Thì em đi học thì em có trang điểm, chị Chi có biết mấy cái tip bon mà dưỡng da mặt đó chị, 90 ngàn. Thì lúc đó bon là dưỡng trắng da đó, em thoa dạ, cái tip đó hả? Dạ đúng rồi chị, lúc đó là ở cái vùng của em đang trend cái kem đó đó chị, cho nên là em cũng có dùng. Dạng bịch đó phải không? Dạ đúng rồi chị, dạng tiếp á. Rồi em cũng có mua dùng chung với lại mấy chị trong xóm. Thì đi học em cũng có thoa rồi cái chân mày đánh son đi học. Nhưng mà anh nhớ là hồi xưa mình đi học là bị các thầy giám thị cấm make up, ngay cả con gái luôn mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà em bị la thì xong chùi. Xong rồi qua cái tiết đó thì em đánh lại. Nhưng mà có đeo len không? Dạ có luôn. Len màu gì ạ? Lúc đó sặc sỡ lắm anh, đủ màu luôn. Vậy là mỗi ngày mỗi màu hả? Dạ đúng rồi, tại mua nhiều lắm. Ủa sắc màu quá vậy cưng. Lúc đó kiểu làm cho đã nương mà chị, cho nên là phải làm cái gì mà nổi trội. Em mua màu xanh màu em tím muốn là vậy. Em nổi bật trong dạ, trong rồi. Trong trường như dạ, đúng rồi. Cho bao nhiêu người ngước nhìn vậy đó, mắt áp tha son gắn đeo len chất đặng. Tuổi trẻ tham vọng quá. Hồi xưa đó anh đi học là anh chỉ muốn có tiền để ăn quà thôi á, làm gì có tiền mà mua đồ make up nhẹ. Nhưng mà khi em make up như vậy á thì gia đình em có biết không và có phản ứng gì không? Thời điểm cấp 2 là lúc đó là em ở cùng với bác của em, chứ em không có ở cùng với lại ba mẹ của em. Người nhà của em kể lại là lúc mà ba em mất á, là em còn ẩm trên tay, cho nên là lúc đó em cũng không có tình cảm với lại gia đình nhiều á. Tới đến năm mà em 6 tuổi thì mẹ em mất, cho nên là sau khi ba mẹ mất thì em ở với nội. Khi mà bác của em thấy em có những cái biểu hiện hơi điệu đà như thế thì bác có phản ứng gì không? Dạ không, tại vì lúc đó là bác của em cũng không có con ấy, cho nên là sau này em về em ở với bác trai với bác gái cũng dễ, không có la em những cái chuyện đó. Vậy là hai bác xem em như con của mình. Dạ, luôn đúng. Em cũng đỡ thấy chạnh lòng đúng không? Dạ cũng có chạnh lòng, tại vì sau này cả hai bác của em đều mất luôn. Sau khi mà mẹ em mất á thì còn bà nội nuôi em thôi, nhưng mà tới em lên cấp 2 bà nội em cũng mất luôn. Em về em ở với lại hai bác em ở cũng được một thời gian, cho đến năm mà cuối lớp 7 thì bác trai của em mất, thì còn bác gái nuôi em thôi. Nhưng mà bác gái thực ra là chỉ là dâu thôi, chứ không phải là bác ruột của em, nhưng mà vẫn thương như con. Thì cho tới sau này em lên Sài Gòn rồi thì ngay cái dịp mà
Black Friday em đang làm ở trong shop. Thì 3 ngày sau có người bảo với em là bác gái em cũng vừa mất rồi. Thì hiện tại chỉ có một mình. Anh chưa hiểu được cảm giác của Duy khi mà mình, cái tuổi mình còn nhỏ và mình lần lượt chứng kiến từng cái người thân của mình qua đời trong thời gian rất là ngắn như vậy. Dạ đúng rồi. Chỉ cách nhau vài năm thôi thì lần lượt từng người cũng mất đi. Thì cái chuyện đó nó ám ảnh em cho đến tận bây giờ luôn. Em rất là sợ cái sự chia ly. Cho nên là thời điểm hiện tại em có một mối quan hệ nào đi chăng nữa, bạn bè hay là tình yêu gì chăng nữa, em vẫn trân trọng. Tại vì em rất là sợ cái cảm giác là phải chia ly. Hiện tại bây giờ Duy ở cùng với ai Duy? Hiện tại thì em ở Sài Gòn một mình. Còn ở dưới quê thì em còn họ hàng gì không? Dạ còn thì từ nhỏ tới lớn em chỉ sống ở bên họ nội thôi. Họ ngoại thì em không biết ai hết. Tại vì cái lúc mà ba mẹ em lấy nhau là mẹ em đậu chúa, ba em đậu Phật. Lúc mà hai người đến với nhau là hai bên gia đình không có cho, nhưng mà ba mẹ em vẫn cương quyết lấy nhau. Mẹ em về nhà nội em rồi thì bà nội em rất là làm khó mẹ em. Đổi lại thì bà nội em rất là thương em. Em có nhớ cái lần đó là khi mà đám tang của mẹ em thì ngoại, tại vì ngoại là ở bên đạo chúa cho nên là biết đọc kinh thánh, thì ngoại đến đọc kinh thánh xong rồi đi. Từ lúc đó trở về sau là em cũng không biết bên ngoại hiện tại đang như thế nào. Vậy là em vẫn chưa bao giờ come out với bất cứ ai ở trong gia đình của mình đúng không? Nếu như mà nói come out thì thật ra là em chưa có chính miệng em nói ra là em là người đồng tính. Em cứ bình thường như vậy, nhưng mà mọi người trong nhà thì đều biết hết rồi, nhưng mà không có la, do là cũng là họ hàng chứ không phải là ba mẹ ruột, cho nên là họ không có la nhiều. Nhưng mà em có nghe nói là ba em rất là ghét cái chuyện này. Nếu như ba em còn sống thì sẽ không có chấp nhận cái con người này của em. Thật ra thì đấy là chuyện mà mọi người kể lại thôi. Anh nghĩ là em là con của bố mà, thì đương nhiên bố em sẽ chấp nhận em thôi. Dạ. Thôi bây giờ mình qua câu chuyện tình yêu của Duy đi. Anh hy vọng nhá, câu chuyện tình yêu của em nó sẽ khởi sắc hơn. Chị Chi buồn với em nha. Sau cái chuyện ở thời tiểu học thì em lên cấp 2. Lúc đó là em có tìm hiểu một cái bạn đó ở trên thị xã, em thì ở xã. Hai người hẹn nhau là cuối tuần sẽ gặp nhau một lần. Em với bạn đó cũng gặp nhau được vài 3-4 lần. Thì có hôm đó bạn đó ngỏ ý là muốn về nhà em chơi vài ngày. Rồi em cũng có dẫn bạn đó đi ra mắt mấy cái đám bạn của em. Có một hôm đó thì bạn đó về nhà ngủ. Thường thường là hai đứa đều tắt điện thoại rồi sẽ ngủ. Nhưng hôm đó thì em lại thấy bạn đó cứ cầm điện thoại rồi bấm hoài. Em hỏi thì bạn đó không trả lời, bạn đó giấu điện thoại sang chỗ khác. Em mới nghi nghi là bạn đó đang nhắn tin với ai thì em. Nhưng mà em cũng không hỏi nữa. Qua ngày hôm sau, vài ngày nữa thì em có gặp mấy cái đám bạn của em. Thì đám bạn của em nói là chấm dứt với lại cái thằng đó đi, thằng đó không có tốt đâu. Em cũng ngờ ngợi được cái chuyện gì rồi, nhưng mà em cố tình em hỏi thêm để em muốn biết được là cái kết quả rõ ràng như thế nào. Bạn của em nói là nó nhắn tin cua tụi tao. Rồi lúc đó em cũng không có phản ứng gì bất ngờ lắm, tại vì em cũng đã nghi ngờ từ cái hôm tối hôm đó rồi. Thì em quyết định là về nhà rồi bảo bạn đó là về nhà của bạn đó đi, rồi đừng có gặp nhau nữa. Nhưng mà chắc bạn đó cũng biết được rồi á, cho nên là bạn đó cũng soạn đồ sẵn. Từ đó về sau thì em cũng không có gặp bạn đó nữa. Nhưng mà thật ra là em với bạn đó chỉ là ở trong một cái tình trạng là tìm hiểu thôi, chứ không có quen nhau. Sau này một thời gian nữa, mấy năm sau, cái em mới vô tình thấy được cái profile Facebook của bạn đó. Thì em mới hết hồn là bây giờ bạn đó hành lộ rồi. Làm gái rồi. Dạ đúng rồi. Kế tiếp sau đó nữa, lúc đó là bác hai cha em đã mất rồi. Em quyết định là học xong lớp 9, hết cấp 2 là em sẽ nghỉ học, em không có đi học nữa. Tại vì hiện tại chỉ còn bác gái với lại em thôi. Cái kinh tế trong gia đình thì cũng không có thể mà xoay sở được những cái chuyện trong nhà nữa. Em lên Sài Gòn, vừa lên Sài Gòn xong thì em bị đa cấp lừa á chị. Em cũng là em Trinh Ninh. Rồi người ta kêu em đóng 500 ngàn để làm cài một cái ứng dụng gì đó trong điện thoại để dễ bán hàng hơn. Lúc đó em cũng nghĩ trong bụng là ủa, mình đến đây mình xin việc làm mà tại sao mình còn phải đóng tiền cho người ta nữa. Cứ hối thúc là em phải đóng tiền. Em bị ngợp á, cho nên là thôi em đưa 50 ngàn, em nói thôi để qua hôm sau em sẽ đưa thêm 450 nữa. Rồi sau hôm đó là em cũng không quay trở lại luôn.
tiếp theo nữa thì em cứ đi tìm việc làm như vậy đó. Nhưng mà lúc đó em chỉ mới 15, 16 tuổi thôi, chưa có đủ tuổi để lao động á. Cho nên là cũng không có chỗ nào nhận em làm. Cũng được 1-2 tuần sau mới bắt đầu là em có tình cờ match được với một cái anh đó ở trên mạng. Thì anh đó cũng hơn em 10 tuổi. Anh đó công việc là làm nhạc sĩ, nhạc cụ dân tộc ở bên dân ca Nam Bộ. Thì lúc đó là anh đang có chuyến công tác ở Sài Gòn. Thì anh mới ngỏ ý là muốn gặp em rồi tìm hiểu làm quen. Tại vì anh cũng kể với em là ảnh ly hôn với vợ rồi, anh bị phản bội, anh không còn tin vào tình yêu nam nữ nữa. Cho nên là anh muốn tìm hiểu với một bạn nam. Cũng được 2-3 tuần thì em với anh đó cũng quen nhau. Ảnh cũng có ngỏ ý là kêu em là về Trà Vinh sống với ảnh. Ảnh thì quê ở Long An. Trà Vinh là chỗ làm việc hả? Dạ, tại vì sau cái chuyến công tác ở Sài Gòn thì ảnh sẽ về Trà Vinh công tác thêm mấy tháng nữa. Thì ảnh có ngỏ ý là em có muốn về Trà Vinh để ở và làm việc chung với ảnh hay không. Thì em cũng suy nghĩ hai người thì cũng sẽ đỡ hơn một người. Có một cái người mà lo lắng cho em rồi chỉ hướng cho em thì nó sẽ thuận tiện hơn cho trong nhiều việc đó chị. Thì em cũng quyết định là em về. Rồi sau đó không có như em nghĩ. Về đó thì nó cũng còn thô sơ đó chị. Mặc dù là ở thị xã nhưng vẫn còn thô sơ. Em thì còn nhỏ cho nên là cũng không có xin được việc gì luôn. Cuối cùng là em ở nhà trọ từ ngày này qua ngày nọ. Còn anh thì anh đi làm. Sáng thì anh đi làm cho tới trưa thì anh về, anh sẽ chuẩn bị cơm cho em. Thì em cứ ở nhà như vậy, cũng không làm gì hết. Em cũng cảm thấy bí bách rồi ngột ngạt. Còn ảnh thì thời điểm đó là công việc của anh cũng đang chớm nở thôi chứ chưa có thật sự là ổn định lắm. Ảnh mới cảm thấy áp lực, có áp lực kinh tế, áp lực tiền bạc, rồi phải lo thêm cho em nữa. Rồi sau đó thì mới xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn đầu tiên là em với ảnh hôm đó là hai người nằm giỡn với nhau. Nhưng mà ảnh giỡn mạnh tay quá, xong rồi cái em giận. Em đòi về Sài Gòn, em không ở đây nữa. Thì ảnh cản lại. Nếu như mà em muốn về Sài Gòn thì em tự bắt xe đi, chứ giờ này không có xe để bắt đầu. Lần thứ hai thì em phát hiện là trong điện thoại của anh đó đang nhắn tin với một người nào đó tên là Minh. Nhưng mà hai người xưng anh em với nhau. Tại em có xem trộm tin nhắn á, mặc dù là em không biết là hai người đó là mối quan hệ như thế nào, nhưng mà thấy hai người nhắn tin như vậy thì em cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà cái cuộc nhắn tin đó nó có tình cảm không, hay là chỉ hỏi thăm anh em bạn bè thôi? Nó không hẳn là tình cảm nhưng mà cũng không hẳn là anh em. Đúng rồi chị. Nó hơi bất mờ. Đúng rồi chị. Giống như là mới quen vậy đó, cái kiểu vậy đúng không? Em cảm thấy là khó chịu nhưng mà em không có dám chắc chắn là cái người này là gì với lại anh đó. Em hỏi thì anh đó cũng phớt lờ em, ảnh không cho em biết cái kết quả chính xác. Ảnh chỉ trả lời thì đó chỉ là bạn anh thôi, chỉ là đồng nghiệp của anh thôi, không có gì hết. Rồi cái những lần sau thì em hỏi nữa thì anh không trả lời, anh bắt qua câu chuyện khác. Còn không thì có những hôm mà em đang cầm điện thoại ảnh, em xem phim chung với ảnh, thấy tin nhắn tới thì anh giật điện thoại ra chỗ khác. Thế như là có gì mới vậy rồi. Thì lúc đó là em cũng cảm thấy là em nghi ngờ. Không có muốn ở đây nữa, tại em cảm thấy bắt đầu chán rồi. Thứ nhất là không có việc để làm. Em thì em không có muốn ở không, tại vì mục đích của em về đây là em muốn tìm một công việc để em còn tự lo cho bản thân của em nữa. Tại em không thích dựa dẫm vô người khác. Tại từ nhỏ tới lớn là em độc lập từ nhỏ rồi, cho nên là cứ sống cái kiểu này nó vừa tốn thời gian của em mà nó vừa không có giúp ích được gì cho em. Em mới nói với ảnh là chắc em về lại Đồng Tháp, em không ở đây nữa. Anh cũng thuận theo ý em luôn. Đó thì em thấy hơi buồn, tại vì là bắt đầu ở chung với nhau được 3-4 tháng rồi, cho nên là có tình cảm rồi. Nhưng mà em thì em muốn là ở thêm một thời gian nữa coi cái kết quả nó có tiến triển hơn không. Em nói là thôi nhưng mà trong lòng em không muốn đi. Dạ đúng rồi. Em kiểu là nửa muốn đi mà nửa bên kia đang cắn câu rồi đó, nên thả cho em đi đó. Em nói là em về đây là em muốn đi làm, với lại em muốn lo cho bản thân của em. Chứ em đâu có muốn là ở đây rồi suốt ngày cứ sống ở trong bốn bức tường như vậy đâu. Rồi anh xem từ lúc mà anh đưa em về đây tới giờ anh có làm gì được cho em chưa. Thì em mới kể ra rồi em khóc. Anh cũng động lòng, anh cũng không cho em đi nữa. Sau đó lần thứ ba là em quyết định em đi luôn. Em với ảnh kiểu lúc đó là cũng bắt đầu chán nhau rồi á. Bình thường thì đi làm về là sẽ ngủ, nhưng mà thời điểm đó thì về 2-3 giờ sáng vẫn cầm điện thoại chơi game á. Nhưng mà sáng là phải đi làm sớm. Em nói thì anh không chịu nghe. Thì có lần đó là anh gũ bạn bè của anh về
ăn nhậu nhậu nhẹt làm ồn quá em ngủ không được, em mới quạo, em mới nói là vừa vừa phải phải thôi, cái gì cũng có giới hạn của nó, nửa đêm rồi còn làm ồn ào không có ngủ nghe gì được hết. Rồi xong rồi anh mới cọc em, anh nói là em không có tôn trọng bạn của ảnh, em với ảnh cãi lộn với nhau. Rồi sau đó thì em mới quyết định là em đi, em nói thôi anh đặt xe cho em về Sài Gòn đi, em không có ở đây nữa, muốn về thì tùy em thôi. Rồi em mới nói là không có anh em cũng vẫn sống được bình thường thôi. Rồi anh cũng trả lời lại không có em thì anh cũng vẫn sống được bình thường thôi. Thì anh cũng đưa em ra bến xe rồi em về Sài Gòn. Sáng sao mới đưa đúng không? Hay là đi trong đêm luôn? Đi trong đêm luôn chị, 4 giờ sáng hôm đó là bắt xe cho em về liền luôn. Là cái lộn chắc lớn lắm á. Đúng rồi chị, cái lộn tầm 11, 12 giờ đêm. Tới 4 giờ sáng là em đi, em về Sài Gòn. Xong từ Sài Gòn em bắt xe về Đồng Tháp. Rồi em mới quyết định là thôi em học tiếp phổ thông. Thì em với anh đó quen nhau cũng tầm 5 tháng. Tính tới cái thời điểm hiện tại thì em với anh đó là cái mối tình sâu đậm nhất. Tại vì sau đó là em về em đi học lại, thì gần 1 năm sau ảnh có nhắn tin lại với em, ảnh xin lỗi. Đúng 1 năm sau mới nhắn tin lại hả? Gần 1 năm sau chị. Nhưng mà trong thời gian đó là không có nhắn tin luôn. Dạ đúng rồi chị, tại vì em chặn hết tất cả các phương tiện liên lạc đó chị, cho nên là ảnh không có liên lạc được với em. Vậy thì sao, sau này sao liên lạc lại được? Ảnh đổi số rồi ảnh mới liên lạc lại với em. Rồi anh mới ngỏ ý là đầu quen lại. Rồi anh cũng xin lỗi. Em thấy là cái sự nài nỉ tha thiết của anh á, em cũng cảm thấy là cảm động á chị. Em siêu lòng. Dạ em siêu lòng, cho nên là em cũng quyết định là quen lại luôn. Nhưng mà quen lại cũng tầm nửa năm rồi cũng chia tay tiếp. Lý do sao chia tay? Tại vì thời điểm đó là ảnh không có còn công tác ở Trà Vinh nữa, ảnh về Long An rồi. Tại vì quê của ảnh là ở Long An. Lúc đó là công việc của ảnh đã ổn định rồi. Anh nói là bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ rồi, không có còn chật vật khổ sở như ngày xưa nữa. Thì thời điểm hiện tại là anh sẽ lo được cho em. Rồi sau đó quen nhau, nhưng mà người thì ở Đồng Tháp đi học, người thì ở Long An đi làm. Cái tần suất mà gặp nhau không có được bao lâu hết. Em lại tiếp tục là xa mặt cách lòng, em cảm thấy là dần dần chán, rồi anh nó cũng dần dần chán. Rồi cũng chia tay trong êm đềm luôn chị. Nhưng mà cho chị hỏi thắc mắc nha, cuối cùng anh ấy là con trai hay là cái gì? Không hẳn là con trai chị. Tại vì trước đó thì ảnh là trai thẳng, nhưng mà sau này thì ảnh không có còn quen con gái nữa. Là chính thức là ảnh là gay luôn. Ảnh cũng có nói với em, em là người con trai đầu tiên, cũng là người con trai cuối cùng ảnh thương nhất. Tại cũng có nhiều lúc mà ảnh làm em cảm động á chị. Tại có những cái câu nói mà em cảm thấy là cái người này thật lòng với em. Em là người con trai đầu tiên, cũng là người con trai cuối cùng ảnh thương nhất. Cái thời điểm mà ảnh đem em về Trà Vinh là sai lầm của ảnh. Tại lúc đó là em còn nhỏ, đáng lẽ ra là phải để cho em bay nhảy ở ngoài kia. Nhưng mà phải bắt em về đây, em ở trong bốn bức tường như vậy, rồi trôi qua những ngày tháng thanh xuân của em, không có làm được gì cho em hết. Ảnh nói là lỗi của ảnh. Nhưng mà em thì em lại tự trách em nữa. Tại vì trong bất cứ quan hệ nào mà có mâu thuẫn với nhau, em luôn là người đặt ra câu hỏi là em có phải là người có lỗi hay không? Có phải em là cái người mà khiến cho cái mối quan hệ này nó đi xuống hay không? Thì sau đó là em và anh cứ chia tay rồi quen lại, chia tay rồi quen lại. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì không còn quen nhau nữa. Cắt đứt hẳn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vẫn liên lạc với nhau theo kiểu anh em với nhau thôi. Rồi ở hiện tại thì Duy có mối tình nào không? Hiện tại thì em cũng có đang tìm hiểu một bạn. Cũng hơn một tháng nay rồi chị. Tại vì em chưa có chắc chắn được, em cũng chưa có xác định được là cái mối quan hệ này có đi đến cái hướng tốt đẹp hay không. Vậy là vừa hết giãn cách là em chụp liền. Lúc đó là em với anh đó là mát với nhau trong những cái ngày tháng đang lockdown. Sau lockdown thì em với ảnh gặp nhau, thì đang tìm hiểu tới bây giờ. Nhưng mà bạn đó ở đâu? Bạn đó thì ở quận 9. Em thì ở quận 1. Em hay quen xa quá hả Duy ha? Ở trong Sài Gòn mà còn quen xa sao được nữa. Sao cứ kiếm quận 2, quận 3 cứ quen. Trời ơi chị ơi, Duyên chị xa vậy? Duyên tới mà chị từ chối sao được. Nhưng mà em thì em thấy anh hiện tại anh cũng đang thật lòng với em. Em thì em không quan trọng là cao to, sáu múi hay là phải đẹp trai người người. Em không quan trọng những cái đó. Tại vì em bị hoài. Em cứ bị quen tìm hiểu trên mạng, xong rồi gặp nhau thì cứ... Càng đẹp trai mà càng có to cao sống úi á, càng nhiều người thích. Mình yêu người đó mình rất là khổ tâm, là mệt. Vậy mà em thấy chị yêu toàn người đẹp. Số chị vậy đó cưng. Tự nhiên số chị vậy đó cưng. Chị nói hay chị đó. Cho thì chị phải hưởng chứ sao cưng.
thật sự là chị nói chị biết vậy, nhưng mà tự nhiên cái số chị nói vậy đó cưng ơi. Thôi thôi chị cũng phải cam chịu nha. Đành hưởng vậy. Chơi cho xa hướng vậy. Nhưng mà cái điều gì ở cái bạn đó mà làm cho em thấy bạn ấy chân thành với em trong khi nó còn rất là mới? Em cảm thấy là từng cử chỉ hành động của bạn đó dành cho em rất là tình cảm, là tình cảm từ trong lòng phát ra chứ không phải là cố gượng gạo để làm cái hành động đó. Rồi nhiều lần đi chơi em cảm thấy là bạn đó không có tính toán hay chi li cái gì hết. Bạn đó rất là ga lăng. Nhưng mà bọn em gặp nhau nhiều chưa Duy? Bạn đó thì làm kỹ sư cho nên là bạn đó cũng rất là bận. Còn em thì làm sale. Cái thời gian rảnh của em cũng khá là nhiều. Ít khi nào mà gặp nhau thường xuyên. Tuần thì chắc tầm được 2-3 ngày. Có khi là một tuần cũng không gặp luôn. Rồi em với bạn đấy đã có tìm hiểu gì sâu sắc chưa? Nói gì hả? Nói gì hả? Nó vẫn đang ra từ chứ. Thì em bảo là tìm hiểu sâu sắc á là... Mà nói gì? Trời, nói chuyện mà không có ra chữ, không biết nói gì luôn trời. Duy hiểu rồi đúng không? Dạ hiểu. Ủa tôi nói gì vậy? Chị không hiểu, nói gì? Nói chị nghe coi. Tôi muốn nói gì vậy cưng? Em cũng không biết nữa. Em hiểu theo ý em thôi, còn ý của anh Tùng thì em không hiểu. Rồi em hiểu theo ý em thôi. Em hiểu sao nói chị nghe coi. Là tâm sự những cái chuyện cá nhân của nhau. Em cố tình chuyện không hiểu. Chuyện thầm kín à? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Hai bạn đã cọ sát với nhau chưa? Cũng có được một lần anh. Ừ. Được một lần thôi. Chỉ một lần thôi. Dạ đúng rồi. Và cảm thấy hợp đúng không? Nên em mới cảm thấy là cái mối quan hệ này có thể phát triển được. Dạ đúng rồi. Với lại em với bạn đó cũng không có phải là đặt nặng cái vấn đề cái chuyện đó, cho nên là hai đứa rất là thoải mái. Còn dự định trong tương lai cứ như thế nào? Dạ dự định trong tương lai của em là em sẽ muốn có một cái mối quan hệ lâu dài, và em muốn có một cái người nào đó đến với em là thật lòng. Và tiếp theo là em muốn trao dồi bản thân kinh nghiệm để sau này em tự mở cho mình một cái cửa hàng nho nhỏ. Cửa hàng về kinh doanh về cái gì? Dạ thời trang. Thời trang. Rồi thay mặt chương trình á thì chị chúc em á sẽ hạnh phúc với lại các bạn này, và bằng này với em sẽ có mối quan hệ lâu dài ha. Dạ. Yeah.